khoảng tháng 10 và 11, những nước nhiệt đới như Việt Nam lại được chào đón rất nhiều vị khách đến sống qua mùa đông. Đó là các loài chim di cư. Vườn quốc gia Xuân Thủy ở Nam Định là một trong những địa điểm mà chim tập trung nhiều nhất. Đến Xuân Thủy vào mùa đông để ngắm nhìn chim trong không gian tự nhiên là một trải nghiệm mới mẻ với rất nhiều bạn nhỏ và cả các bố mẹ nữa. Vừa đến nơi, các bạn nhỏ đã được tham quan bảo tàng của vườn với rất nhiều hiện vật khá xa lạ với các bạn, nhất là các bạn nhỏ ở thành phố. Xin giới thiệu với các bạn nhỏ, đây là hai bạn gì nhỉ? Sam ạ. Hai con Sam. Hai con Sam này có đặc điểm là có một lớp áo giáp rất là cứng ạ. Rất là cứng. Ở đây mình có thể nhìn thấy một con Sam gì nhỏ? To. Và một con Sam nhỏ. Đúng rồi. Thế con có câu hỏi gì ở đây gì? Mẹ ơi, tại sao mà con Sam mà lại nằm yên ở trong tủ kính ạ? Con Sam này được các bác của bảo tàng trông thấy ở trên bãi biển và các bác ở bảo tàng quyết định là sẽ mang bạn ấy về và sẽ trưng bày ở đây để cho bạn ấy có thể ở trong này và tất cả mọi người đến có thể tham quan và hiểu thêm về Sam và sẽ không bắt các bạn ấy và không làm đau các bạn ấy khi đi biển. Con có nghĩ thế không? Trước khi cuộc hành trình bắt đầu, các bạn nhỏ sẽ được chuyên gia về chim của tổ chức Việt Nature chia sẻ các thông tin cơ bản về hành trình chim di trú và phương pháp, nguyên tắc để ngắm chim mà không làm ảnh hưởng quá nhiều đến các hoạt động của chúng. Và chuyến hành trình ngắm chim di cư bắt đầu. Các bạn nhỏ vừa đi vừa ngắm các loại chim và hào hứng khám phá các loại cây cối cũng như các loài động vật khác ở trên đường. Điểm cuối cùng của đoạn đường chính là chòi ngắm chim. Đứng ở trên chòi, phóng tầm mắt ra xa ngắm biển ở phía chân trời và các loài chim đang thư thả kiếm ăn dưới đầm hồ. Đến cuối ngày, các bạn nhỏ còn được tham gia vào rất nhiều hoạt động thú vị như vẽ tranh về các loài chim, đốt lửa trại và nướng ngô khoai. Rất nhiều bạn nhỏ lần đầu tiên được nhìn thấy lửa trại cháy bập bùng, cùng bố mẹ quây quần ấm áp bên ngọn lửa. Ngày thứ hai, thuyền sẽ đưa các bạn nhỏ vào vùng lõi của vườn quốc gia để ngắm chim. Vừa hít hà không khí trong lành, vừa nhìn ngắm chim và nghe chuyên gia chia sẻ thông tin về từng loại chim đang nhìn thấy. Chính là một cuộc dạo chơi kết hợp học tập về thiên nhiên vô cùng thú vị. You see? Two posts? Yeah. One, two? I was a little egret today and yesterday. This one. Yeah. So we've seen this one here. Yeah. No, this one. Yeah. That one. This one. How are these? Oh, I think they're sparrows, are they? Một con đường thẳng đằng kia. Đẹp chưa? Ôi bay kìa. Đẹp quá nhỉ. Dạ con chim bay kìa. Đây chúng ta đu nhiều chứ kìa. Trăng con kìa. Thấy rồi. Con nhìn thấy con gì nhỉ? Con thấy con cò, con thấy con chim, con thấy con hạc. Tao uỳnh uỳnh kìa. Hôm nay con cảm thấy thế nào? Vui ạ. Con là nhìn tất cả các con mà con thích. Cháu bao giờ đi xem chim di cư như này bao giờ chưa? Chưa. Cậu thấy có thích không? Có. Đi tham quan đến này thì con cũng rất là vui ạ. Cho con biết nhiều về loài chim hơn và cũng cho con được tham quan nhiều nơi ạ. Về với thiên nhiên, đón chờ các loài chim di cư, nhìn ngắm các loài chim với các hoạt động hay tập tính tự nhiên trong không gian sống vốn có của chúng là một cách rất tuyệt vời để bồi đắp tình yêu thiên nhiên và kiến thức tự nhiên thực tế cho các bạn nhỏ.